Hello, xin chào các bạn, tạm biệt các bạn đã đến với HN TV. Hôm nay mình cùng với mấy thằng bạn đi làm món cạc to kho mặn. Mời các bạn đi theo mình nhá, chúng ta về ta đi lặt nhá. Mọi người theo đây, đây là đồng hợp công nhá mọi người. Đấy, bò đấy. Cá đâu mày? Hôm nay rất vui được ở trên kênh của bạn Nam. Cảm ơn bạn Nam nhá, hân hạnh gặp bạn ấy tài trợ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm những con cá đầu tiên. Mày đem chỗ nào không? Cá đâu? À thôi đây, ok trên. Lên đây các bạn. Đây cành. Ô. Mọi người biết bọn mình sẽ làm món gì không các bạn? Các bạn đoán đi. Con này là con gì nhỉ? Con gì đấy nhỉ? Con cạc mọi người ơi. Thì rắn cái gì ai nô? Rắn hay có gì? Rắn. Rắn mày bắt làm cạc đi. Lướt. Như tệ là mẹ cầm lên con. Con nào? Cái mặt con lâu gì ấy. Đây mọi người ơi. Đây là rắn to kho mặn. Như tệ là cầm lên là quăng. Như con này chúng ta sẽ về để con này là con gì? Rắn. Mọi người đây là rắn nỗ. Vâng, và pha phóng sân đích tốn dẫn đến từ vị trí của Huy Hoàng. Vâng, đưa cái mạng đây để tao lặn. Đưa cái mạng đây. Hey. Làm con mập lạc bờ đi. Quá đi vậy sao tăng đang cá đô được về thằng con to về thì thịt mẹ rắn rắn thế nào được. Làm mẹ đầu năm ta không đi vậy thì phải cá béo vãi lồn. Đúng không các bạn? Hợp lý vãi lồn đấy. Quay vlog cả. Nhà cho tớ đâu nổi đâu cá mực đẹp bờ như nhiều này. Tớ mình đỡ chân đi nha các bạn. Ồ, trời rất nóng mà dưới này rất mát nha các bạn. Mẹ mày. Ui. Có đỉnh mẹ nồng nọc đây mày này. Quay mà lặt cá đây. Đây, lặt cá đấy các bạn. Đến là mày đổ ra tao, mày ỉa ra tao đi chủ đi cho mày à. Mày biết không, mày có lạc không hỏi giờ mày có lạc đúng. Cháu còn biết đang, mày trở về trả bố mẹ đó. Mày vẫn lại nhắn tin với em thì không cho coi mâu. Cái gì mà, cái gì không được thấy em à. Khổ vãi đái. Vẫn hôm mai xưa các bạn đã trở lại với vlog của mình. Sau khoảng hơn một tiếng bọn mình chế biến cá thì bây giờ bọn mình ở bãi biển gì vô nhỉ? Mạnh Sơn. À, bãi biển Mạnh Sơn đây các bạn đây. Biển đây, vụ đây và ốc đây. Biển rất là đẹp luôn. Biển đẹp và lưu cũng đẹp. Lưu thì đẹp thì cảm ơn các bạn nhá. Lưu thì bình thường thôi. Nhưng mà lưu được nhiều người yêu mến. các bạn nhìn này, biển đây. Biển đây. Có ở đây mà có thêm một thì viện hay vì là hay là thì mình vẽ khu đẹp quá trời luôn. Bầu trời này đẹp quá trời. Trời ơi đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Hello các bạn. Sau khoảng mấy giờ chế biến thì bọn mình đã làm xong rồi. Mời mày quay có thể quay hai cái đầu bếp chính của chúng ta hôm nay không ạ? Bạn Ốc và bạn Thiết.
Ngon không bạn? Mình đâu biết bạn. Ngon ngon, yeah ok. Đây đây là cá kho bạn. Tao nậu mà. Đây là cá kho. Cá kho kho to mặn. Còn đây là cá rô phi rán. Trong đây mà chủ nhà thì không ai khác kia là Lam Bành Sơn. Hay còn gọi khác là Lam Sơn. Bành Bành thì tôi Lưu bình, Lưu thì bình thường thôi. Nhưng mà Lưu lại được nhiều người yêu mến nên là hôm nay có bữa ngày hôm nay. Cảm ơn Quan Du Tuy Bova chị cho vấn đề tên độ ok. Quay vùng biển. Mời các bạn ăn nhá. Nam ăn phải đốt. Ăn thử ăn thử. À ăn thử đi Lưu. Tết Tết. Vâng Tết. Và vùng biển quê tôi rất đẹp. Đẹp vậy luôn. Lúa được này, trời ni cấu lúa luôn. Ừ, nói hay chiều để bắn luôn. Thì bây có nói là đây có nướng cả càng bây giờ này mà ra đây nướng tao cút cút cút. Hey. Nướng gì? Nướng cá. Ờ đây là nướng. Ngon ngon. Vlog của mình kết thúc hôm nay. Mình ăn nha, ăn like, like. Các bạn nhớ like, subscribe và bình luận nhấn nút chuông để có những thông báo của clip mới nha các bạn. Chào các bạn.